không có được mê tín gì đó. Trên đời này làm gì có ma. Cô nói lực lần thứ ba. Ai ai buông. Hồ sơ trong sạch là tại vì chưa bị vạch trần. Ở ngoài đời đã không thật rồi, ở trên mạng làm sao tốt hơn được. Cố tình trồng hoa hoa không nở, vô tình kém liễu liễu đơm bông. Xin lỗi Tâm nha. Anh cũng sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác mất đi người yêu vĩnh viễn như tôi là như thế nào đâu. Bác hết sức bình tĩnh nhé. Tố Quyên bị bệnh ung thư, cần phải thay máu gấp, không sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Ung thư máu. Cái người con gái hai lưng mà biết mặt đi mặt hướng nào. Nhiều khi mà ngồi nói chuyện với Tình mà Tiến cứ tưởng nào Tình quay lưng với Tiến không á. Thấy con mình nó khổ quá, lúc đó tôi mới nảy ra cái ý định là tráo hai đứa nhỏ. Nếu như không tìm được ai có nhóm máu phù hợp, hoặc là không tìm được gia đình thật của Quyên, thì đồng nghĩa với việc mạng sống của Quyên như ngàn cân treo sợi tóc. Quyên, mày bệnh mà sao nói tao biết vậy? Tao bệnh có gì đâu mà nói. Khùng quá à. Mày có xem tao là bạn thân của mày không? Tao không sao mà. Ủa mà sao mày biết mà xuống đây? Thì tao tìm những cái hồ sơ mà thi đại học đó. Con biết thôi bẩm sinh mà cô. Nhìn con vậy chứ mấy cái chuyện đồng án á, con nhìn sơ qua thôi là con cũng biết làm luôn á cô. Con gái thành phố mà mai giá được là giỏi lắm đó. Đề nghị lần sau mở cổng bự bự xíu em. Về rồi hả? Gì mà nhìn mệt mỏi như vậy mấy đứa? Đi bộ mà biểu sao không mệt trời. Cái gì? Hai đứa đi bộ hả? Ủa rồi mắc cái gì mà xe ôm rồi xong kêu xe ôm chở đi? Tại đây nè, tại người con gái hai lưng của Trùm đây nè, kêu không làm được việc thì không được đi xe ôm. Thế là tụi em quyết định đi bộ. Và thế là tiết kiệm 100 ngàn cho công ty mình đấy ạ. Hai lưng. Thôi. Còn sức giỡn là không có mệt á. Rồi bữa sau làm ơn đừng có tiết kiệm 100 ngàn nữa. Cứ chi thoải mái rồi cuối tháng nha. Tôi lấy cái lương của mấy người tôi trừ lại 100 ngàn đó. Gì? Thì anh nói gì? Cuối tháng là anh trích ra cái tiền lương anh cộng vô thêm 100 ngàn nữa. Giỡn nghe rồi đó. Thôi đi về mệt giỡn cái trời không vui vậy trơn. Tỉnh chưa? Tỉnh chưa? Rồi bây giờ bình tĩnh lại kể cho anh nghe sao? Em xin lỗi anh. Anh đừng giận cho em nha. Có bao giờ anh giận tụi em gì đâu. Chỉ có những lúc mà tụi em làm việc lơ là, giỡn hớt, không tập trung thì anh mới la thôi. Còn mà làm bình thường đúng việc, đúng người thì anh không nói gì hết á. Nhưng mà lần này nhiệm vụ thất bại á, tụi em không có tìm được bà ba ở trạm y tế 21G. Tụi em có tới đấy hỏi, nhưng mà bà ba đã đi theo con, sinh sống chỗ khác rồi. Hỏi người dân xung quanh thì không ai biết tin tức hay là địa chỉ nhà của bà. Mặc dù là cái nhà bà đang ở thì còn nguyên. Vậy cái trạm y tế đó làm sao? Sao á, cháy trụi lũi hết rồi. Còn mẫu cái bãi đất trống không. Ê, mà anh Trùng, anh có biết chuyện gì đã xảy ra ở đây không? Tụi em, không, chính bản thân em đã dùng 100 ngàn còn sót lại mà hồi nãy tên Tiến này chửi em là keo kiệt. Em dùng 100 ngàn đó em bắt xe ôm em đi tới cái bãi đất trống. Tụi em đi qua đi lại thì một người phụ nữ xuất hiện. Và người phụ nữ đấy đứng đối diện tụi em, nhìn thẳng vào bản mặt của hai tụi em và hỏi một câu: tụi em có phải là nhân viên đa cấp không? Nhưng mà không sao. Ê, tính ra nhìn cái mặt cũng giống thiệt. Rồi sao? Nhưng mà cái điều quan trọng muốn biết bây giờ nè. Nhưng mà không sao. Bằng kinh nghiệm vốn có của tụi em đã lật ngược thế cờ. Mà biết là ngày xưa bà cũng từng bị hai người giống y chang tụi em giả dạng dù bà. Cho nên là bà sợ. Giống rồi mà giống.
mặt mày mình sáng láng vậy mà nó giống rồi mà giống. Kể không có kể cái trọng tâm gì hết, kể mấy cái rì rì bà bị. Được rồi, anh hiểu rồi. Nói chung là bà đã từng bị đa cấp vụ, nên bây giờ bà thấy mà ai mà định mò đi trước cửa nhà là bà tưởng là đa cấp. Thì nhìn hai đứa tụi em nhìn cái mặt y như đa cấp. Nữa thì mệt quá. Nếu như người ta chỉ là một người phụ nữ bình thường lang thang ngoài đường á thì tụi em đâu có hỏi được gì đâu. Nhưng may mắn làm sao, người phụ nữ đó là cái người làm chung với bà hộ lý bài tại trạm y tế 21G. Ghê chưa? Ghê chưa. Rồi tụi em có hỏi bà, bà nói là tại vì hả bữa đó làm việc với nhiều người quá, nhiều người đi đẻ quá mà bà đâu có nhớ hết đâu. Nhưng mà nhắc tới người phụ nữ có một cái vết bớp màu đỏ ngay đùi sinh con vào đêm đó là bà nhớ ra liền. Tại vì rất đặc biệt. Bởi vì ngày hôm đấy là chủ nhật và trúng ca trực của bà với bà ba, cho nên hai bà đã thay phiên nhau chạy qua chạy lại chăm sóc cái phòng sinh. Một phòng á là đỡ đẻ cho cô con gái người nghèo và một phòng á là đỡ đẻ cho cô con gái người giàu. Và đặc biệt trên tay của cô con gái gia đình nghèo đấy có một cái vết bớt giống như là hình bông hoa bên cánh tay trái, màu đỏ luôn. Thôi được rồi, mấy đứa nghỉ ngơi đi. Là sao anh? Sao không có một cái lời khen nào cho? Là sao anh? Anh ghi nhận lời khen và nắm bắt được thông tin của mấy đứa. Nhưng mà bây giờ à, giờ nghỉ ngơi đi, những chuyện còn lại để anh lo. Đi quá trời mà giống như bị đuổi rồi trời. Cho giả trở lại Trâm. Thì ý của anh là bây giờ nãy là hai đứa than là mệt, thì bây giờ anh đã nắm bắt được thông tin rồi, bây giờ tụi em cứ đi về nhà nghỉ ngơi. Mà ít gì phải cho tụi em tham gia vào cái công việc này với tự nhiên đuổi tụi em ra đi là rồi, sao? Đúng rồi, đâu thể nào mình làm giữa chừng mình bỏ. Rồi ok. Đói bụng không? Đói. Rồi bây giờ hai đứa đi ăn xong quay lại đây làm việc với anh. Tính tiền rồi đi, cuối tháng anh trả cho. Đi đi. Lẹ lẹ quay lại nha. Chế mì tôm ăn. Nếu như không tìm được ai có nhóm máu phù hợp hoặc là không tìm được gia đình thật của Quyên thì đồng nghĩa với việc mạng sống của Quyên như ngàn cân treo sợi tóc. Nghĩ cái gì nó lạc quan hơn. Anh nghĩ là bây giờ chúng ta tiếp tục chờ đợi coi các mạnh thường quân ai có cái nhóm máu phù hợp, và bên cạnh đó thì cũng cố gắng là tìm kiếm gia đình cho Quyên. Có kết quả của cái nào trước cũng được hết, tại bây giờ tình hình của Quyên nguy kịch rồi. Yên tâm, em cũng đăng tải thông tin này lên mạng rồi, hy vọng là sẽ có người tới để hỗ trợ giúp đỡ. Từ từ thôi. Ê, ngồi xuống đây. Ê, đợi xíu nha, tôi vô trong tôi lấy gói ra cho bà vừa. Nè, bà dựa vô đây đi. Nè, bà đó, mau mau mà khỏe bệnh lại đi, để còn đến lớp cho kịp bài vở với các bạn đó nha chưa. Không biết có khỏe lại được không nữa. Nói gì kỳ vậy? Bà là chỉ bị bệnh bình thường thôi, vài hôm nữa là sẽ khỏe lại ngay mà. À nè, mấy bữa nay á, trong lớp có chuyện gì vui không? Kể nghe coi. À đúng rồi, tôi có cái này hay lắm nè, để tôi kể cho bà nghe nha. Hôm bữa tôi bắt gặp người đó nhìn trộm tôi, xong cái tôi nhìn lại, xong rồi ông đổi mặt. Bà thấy ông có nhút nhát đúng không? Quy luật bù trừ mà, tại bà mạnh dạn quá. Tôi nghĩ mai mốt hai người quen nhau á là bà bảo vệ cho ổng luôn á. Bà nói vậy có nghĩa là tôi có bạn trai rồi, phải không? Trời đất ơi,
Bà nghĩ sao vậy? Mới nhìn bán thôi á mà bà nói là có bạn trai. Thì à, bây giờ phải nhanh chứ. Nếu hả mà chậm á, con khác nó sẽ hốt ngay. Mai mốt á, tôi lại trường, tôi sẽ viết một cái tờ giấy dán lên trán của ổng và ghi là: đây là người yêu của Thùy Nhung. bà cũng mau mau có bạn trai đi đó. Chứ để sau này á, tôi đi chơi với bạn trai rồi tôi sẽ bỏ rơi bà nha. Tôi chưa nghĩ đến chuyện đó đâu. Bà đó, bà lo cho người yêu nghỉ khóc gì của bà đi nha. Thùy Nhung. Tại tôi không phải là mẹ ruột của cháu. Bây giờ tôi cần phải tìm gia đình thật của cháu. Nhìn con người ta sinh ra đã được bao bọc trong nhung lụa giàu có sung sướng, nhìn lại con của mình thấy con mình nó khổ quá. Lúc đó tôi mới nảy ra cái ý định là tráo hai đứa nhỏ. Chết bớt hình cánh hoa. Alo. Anh ơi, ở đây tuyển người yêu đúng không? À, em sinh ngày mấy? Ngày 10 tháng 10, 20 năm trước em chào đời. Vui tính ha. Rồi, cho anh hỏi là trên tay mình có cái vết bớt nào không? Dạ, em có vết bớt đỏ ở cánh tay trái to lắm. Cánh tay trái to là to cỡ nào em? Em thấy nhỏ cũng bằng quả cam, mà nhìn đúng thì nó phải bằng trái bưởi. À, nhưng mà cái vết bớt đó là hình gì ha? Dạ, hình quả núi. Rồi, rồi chào em nha, có gì sẽ liên lạc về sau ha. Rồi chào em. Alo. Anh ơi, em có biết bớt hình con thỏ, em ấn tượng được không? Ôi, con thỏ hả? À, lần này nó không có đạt tiêu chí của bên công ty anh. Thôi, hẹn em lần sau ha. Rồi, mình cứ giữ con thỏ nó lại nha. Rồi, cảm ơn em nhiều. Vậy nha, chào em. Alo. Xin hãy cho em cơ hội. Em hứa sẽ ngoan anh ơi. Em không có vết bớt, nhưng em đi xăm thì sẽ có ngay anh ơi. Xin cho em cơ hội đổi đời. 20 năm qua em sống khổ quá rồi. Anh ơi em yêu anh. Rồi rồi rồi, khi nào mà có người thích hợp thì anh giới thiệu cho em. Rồi chào em nha, công ty của anh đang rất là nhiều việc. Rồi chào em. Đây là kết quả xét nghiệm của Tố Quyên, thuộc nhóm máu RH trừ. Đây là nhóm máu cực hiếm trên thế giới. Ở nước mình có 99,96% là người có nhóm RH cộng, còn lại 0,04% là nhóm máu RH trừ. Điều này đồng nghĩa là khoảng 10.000 người thì chắc cứ khoảng 4 đến 7 người là có nhóm máu RH trừ thôi. Alo, con nghe mẹ. Dạ, con khỏe. Trời, làm sao mà con quên mẹ được chứ? Con yêu mẹ nhất trên đời. Dạ, gọi video call hả mẹ? Ừ, nhưng mà ở dưới đây sóng yếu lắm, chứ lại nhà của Quyên không có wifi nữa. Nếu như mà mẹ nhớ con quá thì mẹ lên Facebook của con đi, rồi mẹ xin hình của con. Mà mẹ nè, ở dưới đây không khí trong lành con thích lắm luôn. Nhưng mà Quyên bị bệnh cho nên là không có dẫn con đi đâu được hết á. Rồi bạn con đỡ bệnh chưa? Dạ cũng chưa đỡ mẹ ơi. Tội nghiệp nó lắm mẹ. Nhà có hai mẹ con à. Mẹ của Quyên á, thương của Quyên lắm. Giống như là mẹ ít thương con vậy đó. Sáng mai
mẹ gửi thêm tiền cho con, rồi con đi mua đồ ngon tẩm bổ cho bạn nha. Dạ, con cảm ơn mẹ. Vậy mẹ chuyển cho con khoảng 3 triệu thôi, để con mua vài đồ ngon tẩm bổ cho Quyên, để cho Quyên mau khỏe nha mẹ. Về dưới đó chơi á thì cẩn thận coi chừng côn trùng cắn đó nha không. Giữ gìn sức khỏe à, mà chơi mấy bữa thôi rồi về thành phố với mẹ. Mẹ nhớ con rồi. Dạ con biết rồi, con cảm ơn mẹ nha. Chắc là Quyên cũng gửi lời cảm ơn mẹ luôn đó. Thôi thôi, được được rồi, con nhớ là động viên bạn nha. Rồi bây giờ vô nhà đi, mẹ còn đi làm nữa. Dạ. Bye. Không làm như vậy á thì bây giờ con đã sống trong một gia đình giàu có, có lẽ con sẽ không bị bệnh như vậy đâu. Mẹ có lỗi với con, Quyên ơi, mẹ xin lỗi con, mẹ xin lỗi con. Mà thường á là con gái phải giống mẹ chứ, mà sao tóc con không giống mẹ thế nào hết trơn á. À mẹ, con biết rồi, chắc con không phải là con của mẹ đúng không? Con gái ruột của cô có một vết bớt hình cánh hoa màu đỏ nằm trên tay trái. Thôi tự nhiên mình có cảm giác như mình thuộc về nơi này vậy ta. Chính xác 100%. Vậy là giờ chạy tóc cho cô á, làm cho con nhớ cái mẹ con ghê vậy đó.